chữa tóc bạc sớm bằng đậu đen đơn giản tại nhà. Tóc bạc sớm chính là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ. Vậy chúng ta phải làm sao để chữa trị chúng? Dưới đây là cách chữa tóc bạc sớm bằng đậu đen đơn giản tại nhà. Có lẽ một trong những nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ sau sinh không phải là làn da bị rạn hay thân hình phì nhiêu hay gương mặt sạm đen, mà đó chính là những sợi tóc bạc. Việc mọc tóc bạc sớm không chỉ cho thấy nhìn bạn già nua hơn, mà còn là tiềm ẩn của những bệnh lý khác về suy nhược cơ thể, gan, thận. Chính vì thế, bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị ngay. Cùng phụ nữ Niu tìm ra nhé. Một số nguyên nhân khiến cho bạn bị mọc tóc bạc sớm. Hút thuốc lá. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra việc mọc tóc bạc. Đối với những người hút thuốc lá, thường dễ bị bạc tóc sớm gấp 4 lần so với những người không hút thuốc. Vì vậy, bạn cần phải ngừng ngay việc hút thuốc lá để không mắc bệnh mọc tóc bạc này. Ngoài ra, cũng có thể do một số nguyên nhân khác, như nhiều người mắc phải bệnh thiếu máu ác tính, thường do thiếu máu vitamin B12 nên làm giảm việc sản sinh các sắc tố hay hội chứng Winnett, một bệnh bao gồm các biến chứng lão hóa sớm vào độ tuổi 30. Nguyên nhân tiếp theo đó chính là bạn đã già, tóc bắt đầu chuyển từ màu đen sang trắng. Đây cũng là nguyên nhân hầu hết ai cũng mắc phải khi tuổi già đã đến. Đậu đen có tác dụng gì trong việc làm cho tóc chuyển màu? Đậu đen là thực phẩm ăn uống hàng ngày, giúp làm thanh lọc cơ thể và cung cấp nhiều vitamin cho da. Đặc biệt, đậu đen có thể làm đăng tóc trở lại trong thời gian nhanh nhất. Nhờ vào thành phần thiên nhiên có sẵn trong đậu đen, giúp nuôi dưỡng tóc, mang lại cho bạn mái tóc đen mượt hơn. Một trong những nguyên nhân gây bạc tóc chính là thiếu máu, thiếu vitamin B12, hội chứng Winnett, sử dụng một số viên khác gây rụng tóc, nhạt màu và viên methotrexate thường dùng điều trị ung thư và viêm khớp dạng thấp. Nếu như bạn có thói quen hay uống nước đậu đen mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện được các vấn đề này và mái tóc sẽ dần đen mượt trở lại. Đây chính là cách mà các chị em nên tham khảo ngay, áp dụng những cách làm đẹp tóc dưới đây để đạt hiệu quả cao. Uống nước đậu đen hàng ngày. Việc làm được xem là đơn giản và nhanh gọn nhất đó chính là uống nước đậu đen hàng ngày. Việc làm này sẽ giúp phục hồi vóc dáng cũng như mái tóc đen mượt. Mỗi ngày, bạn chỉ cần pha nước đậu đen uống hàng ngày, có thể uống xen kẽ cùng với nước lọc để tốt cho sức khỏe. Nhưng trước khi nấu sôi, bạn cần cho hạt đậu đen vào chảo rang cho thơm và cho vào nồi để nấu nước hàng ngày. Nước đậu đen thơm ngon lại rất dễ uống, bạn có thể uống bất kỳ thời gian nào trong ngày. Dùng đậu đen để chế biến các món ăn trong gia đình. Bạn có thể dùng đậu đen trong các bữa ăn hàng ngày trong gia đình bằng những món canh chẳng hạn. Đây sẽ là bí quyết giúp da bạn đẹp hơn, vóc dáng thon gọn và tóc bạc sẽ không còn mọc nữa. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp 250g đậu đen cùng 100g vừng đen, 30 hạt bạch quả, 150 hạt thủ ô đem xào chín, nghiền thành một miệng, bảo quản trong lọ thủy tinh kín nắp, sử dụng mỗi ngày ăn 30g để mang lại hiệu quả cho làn tóc phục hồi. Bí quyết này được xem là hiệu quả và an toàn nhất. Hy vọng với những thông tin ở phía trên mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho chị em phụ nữ biết thêm nhiều thông tin đơn giản tại nhà, ít tốn kém, an toàn và sở hữu mái tóc dài đen mượt đến bất ngờ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali,
phốt pho, men gan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước, rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón mũ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu. Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian, có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả, cỏ măng trầu. Cỏ măng trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như măng trầu, tên khác là ngư căn thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ giáng, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, măng trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Có tác dụng chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm mỡ trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp, và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này nhờ chứa axit cyanhydric, là một vị thuốc mát thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu. Cách 1. Dùng cỏ măng trầu. Lấy một nắm cỏ măng trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ măng trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ măng trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ măng trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm, đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2-3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, xương mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công thức trị rụng tóc bằng rau dền cực hiệu quả. Bạn có tin, chúng ta cũng có một công thức trị rụng tóc bằng rau dền vô cùng hiệu quả. Trị rụng tóc bằng vỏ bưởi, nước trà xanh, bồ kết đã quá quen thuộc với bạn rồi. Vậy trị rụng tóc bằng rau dền thì sao nhỉ? Nhắc đến rau dền, bạn sẽ nghĩ ngay đến những món canh thanh mát, những món salad vị ngày hè. Thế nhưng bạn có biết, đằng sau những món ăn hấp dẫn ấy, thì rau dền còn được biết đến là một thực phẩm hữu hiệu ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc hết sơ rối. Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị này qua bài viết dưới đây bạn nhé. Khả năng trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Trong đông y, rau dền được coi là một thảo dược quý bởi tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải độc tố cho cơ thể, bổ thận, lọc máu. Thành phần dinh dưỡng có trong rau khá đa dạng với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Đây chính là những điều kiện lý tưởng để đẩy lùi những triệu chứng rụng tóc thường thấy và giúp mái tóc trẻ lâu. Dựa vào kết quả của các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong rau dền có nguồn vitamin B1, B6, B12, PP, các loại khoáng chất, folic và magnesium, đặc biệt là vitamin A dồi dào giúp loại bỏ căng thẳng nhanh chóng, giữ tinh thần được thư thái, dễ chịu. Đây là một trong những yếu tố để bạn có một mái tóc khỏe mạnh, hết sơ. Tự tin với mái tóc đẹp với cách chữa rụng tóc bằng rau dền. Hàm răng, mái tóc là gốc con người. Do đó, việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe không chỉ mơ ước của riêng phái đẹp mà còn của cả nam giới. Thật khó có thể phủ định rằng một mái tóc đẹp chính là cầu nối cho sự tự tin, giao tiếp công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Thử tưởng tượng khi bạn gặp những vấn đề về tóc rụng, sơ, rối, chẻ ngọn. Ngay cả việc bạn tạo kiểu tóc yêu thích cũng khiến bạn trở nên lo hay, lúng túng. Để chấm dứt tình trạng này, thay vì việc lựa chọn các sản phẩm hóa chất, đắt tiền, đôi khi lại mang đến kết quả không như ý muốn. Ngay tại nhà thôi thì bạn cũng có thể xóa bỏ nỗi lo tóc rụng chỉ đơn giản bằng rau dền. Ngứa da đầu cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều. Cách trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Bí quyết trị rụng tóc bằng rau dền được thực hiện khá dễ dàng. Bạn chỉ cần lấy lá rau dền, đem rửa sạch rồi giã nhỏ rau để ép lấy nước. Sau đó, bạn lấy bông gòn để thấm phần nước cốt của rau, thấm lên da đầu, tập trung thấm nhiều hơn ở những vùng bị hói, hạt rụng nhiều. Tiếp đến, bạn massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong rau dền nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, đồng thời kích thích hoạt động của các tuyến nang tóc phát triển trở lại. Áp dụng thường xuyên cách này, chỉ trong một thời gian ngắn, tóc bạn sẽ trở nên chắc khỏe hơn và tóc còn mọc nhiều hơn một cách đáng kể. Một cách khác có thể áp dụng là bạn xay nhuyễn rau dền để tạo thành dung dịch bột nhão. Sử dụng hỗn hợp này để đắp lên da đầu 30 phút. Trong thời gian này, chất patani có trong chất xơ của rau sẽ hỗ trợ mái tóc của bạn nhanh dài chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng thời, giúp bạn loại bỏ những căng thẳng cực nhanh. Sau mỗi lần ủ tóc, không ai khác mà chính bạn có thể cảm nhận sự thư thái, thích thú, thú vị này. Một lưu ý nhỏ nhỏ khi sử dụng rau dền để chữa rụng tóc là bạn nên dùng rau dền đỏ thay vì rau dền trắng. Bởi hàm lượng chất beta-xanthin và chất beta-siamin có trong rau dền đỏ sẽ giúp quá trình chống oxy hóa cho tóc cũng như phòng chống các bệnh về ung thư, tim mạch tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ hôm nay về cách trị rụng tóc bằng rau dền đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm hay việc chăm khéo mái tóc của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. Trĩ là căn bệnh thầm kín gây nên tình trạng phình tĩnh mạch ở xung quanh hậu môn. Bạn có nghĩ rằng có thể chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả được không? Nếu được thì nên lựa chọn phương pháp nào?
Có rất nhiều cách chữa trị rỉ, nhưng cách chữa bệnh tại nhà được nhiều người lựa chọn vì nó giúp người bệnh tránh được tâm lý e ngại đối với căn bệnh khó nói này. Khi rỉ mới bắt đầu khởi phát hoặc còn ở giai đoạn nhẹ thì bạn vẫn có thể chữa rỉ tại nhà, vẫn cho hiệu quả mà không cần đến sự can thiệp quá nhiều của thuốc tây y hay phẫu thuật. Chỉ bằng những hành động đơn giản là giữ gìn vệ sinh vùng hậu môn thoáng mát sạch sẽ, chườm đá lạnh vào hậu môn hay tránh mang vác vật nặng, bạn cũng có thể đẩy lùi đáng kể tình trạng bệnh của mình. Bên cạnh những hành động thiết thực trên, bạn cũng có thể áp dụng một vài bài thuốc chữa bệnh rỉ từ dân gian để làm cho búi rỉ như xông lá diếp cá hay đắp nước từ lá thiên lý non đều cho hiệu quả tốt lắm nhé. Chữa bệnh rỉ tại nhà hiệu quả. 1. Những việc bạn nên làm để đẩy lùi bệnh rỉ và ngăn ngừa nó tái phát. Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn sau khi đã tiện xong. Tốt nhất bạn không chỉ dùng giấy lau mà nên rửa sạch vùng hậu môn bằng nước ấm. Không nên dùng xà phòng có chứa chất thơm hoặc thuốc nhộn để rửa hậu môn. Để làm sạch vùng hậu môn, bạn nên nhẹ nhàng rửa chứ không được chà mạnh gây kích ứng vùng hậu môn và các búi rỉ làm cho nó bị sưng lên. Biện pháp này giúp tránh làm cho bệnh rỉ nội và rỉ ngoại thêm tồi tệ hơn. Khi bệnh rỉ gây ngứa và đau đớn, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau. Tắm ngồi trong bồn khoảng 15 phút với nước ấm, nhất là sau khi đi cầu để máu được lưu thông tốt với các tĩnh mạch rỉ. Chườm đá vào vùng hậu môn để giúp giảm đau và sưng tấy hậu môn. Mỗi lần thực hiện khoảng 10 phút, bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày và sau mỗi lần chườm đá thì nên đắp khăn ấm lên vùng hậu môn. Sử dụng thêm một số loại thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ để làm giảm cơn đau và sưng tấy của búi rỉ. Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi tại giường, bạn nên nằm nghiêng hoặc nằm sấp và kèm một cái gối dưới hông, giúp làm giảm áp lực cho các tĩnh mạch rỉ và giúp giảm sưng tấy. Nếu là thai phụ thì bạn nên nằm nghiêng để lưu thông máu tốt. Mặc quần thoáng mát, rộng rãi để tránh đái quần cọ và vùng hậu môn và búi rỉ. Không mang vác vật nặng hoặc ngồi lâu một chỗ sẽ làm tăng áp lực lên tĩnh mạch rỉ. Tránh ăn những thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, tiêu. 2. Một số bài thuốc dân gian chữa bệnh rỉ. Ngoài những việc làm trên thì bạn có thể tự điều trị bệnh rỉ bằng một số bài thuốc dân gian dưới đây. Chữa bệnh bằng lá diếp cá. Lá diếp cá có công dụng rất tốt với người mắc rỉ. Bạn có thể sử dụng lá diếp cá để xông hay đắp búi rỉ đều tốt. Cách 1. Lá diếp cá rửa sạch, giã nát. Sau khi rửa sạch búi rỉ bằng nước muối pha loãng thì đắp bã rau diếp cá vào búi rỉ và băng lại. Cách 2. Ngoài cách trên thì bạn có thể nấu nước diếp cá và xông búi rỉ khi nước còn nóng. Để đến khi nước nguội thì dùng nước này rửa sạch lại búi rỉ. Chữa bệnh rỉ bằng lá thiên lý non. Lá thiên lý non 100g đem giã nhỏ với 10g muối ăn. Bạn cho thêm 300ml nước lọc vào hỗn hợp trên, khuấy đều và lọc qua miếng vải mùn. Dùng nước này rửa búi rỉ hoặc thấm vào một cái bồng gạc và băng vào búi rỉ. Mỗi ngày bạn có thể làm 1 đến 2 lần. Sau vài ngày sẽ có kết quả tốt. Chữa bệnh rỉ bằng các bộ phận của cây sung. 1 đến 2 quả sung nấu lên hoặc ăn sống lúc bụng đói ngày 2 lần. Bạn có thể tăng gấp đôi liều lượng nếu bệnh nặng. Kết hợp biện pháp này với biện pháp bôi nhựa sung vào búi rỉ. Dùng lá sung nấu lấy nước và ngâm búi rỉ vào khi nước còn ấm. Sau đó rửa sạch lại và lau khô. Biện pháp này giúp tiêu thủng, giảm đau, thích hợp cho bệnh nhân rỉ bị sưng đau và ra máu. Trên đây tôi chỉ chia sẻ cho các bạn những cách trị bệnh rỉ tại nhà hiệu quả. Chúng ta có thể thấy rằng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa và chữa trị được nếu bạn biết cách và không chần chừ để tình trạng bệnh nặng thêm. Quý độc giả nếu có ý kiến đóng góp thêm về các phương pháp chữa bệnh rỉ tại nhà, xin để lại ý kiến trong phòng bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
5 năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nấm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã, quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn, thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, vặn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan quê gốc Đồng Nai lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt. Nhưng chỉ vài ngày sau,
mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn, trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa,
Vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí, nên có tác dụng chỉ thống, giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống, đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây mà ít ai ngờ tới. Khoai tây là một trong những loại thực phẩm vô cùng có ích trong việc bảo vệ sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai tây rất được sự ưa thích của nhiều người. Có rất nhiều người khi sử dụng khoai tây đều bỏ vỏ. Nhưng bạn có biết rằng vỏ loại này có khả năng giúp chữa tóc bạc sớm hay không? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây. 1. Thành phần: 250g vỏ khoai tây, 500ml nước sạch. Để có 250g vỏ, bạn cần chọn khoảng 5 củ khoai tây lớn. Để đảm bảo an toàn, không hóa chất, hãy mua chúng trong siêu thị. 2. Thực hiện: vỏ khoai tây sau khi rửa sạch đất cát, gột vỏ, cho tất cả vào nồi đã có sẵn lượng nước bên trong, đậy nắp, bắt lên bếp nấu sôi. Đừng tắt bếp vội nhé, khi nước sôi, hãy giảm lửa và nấu thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra, rồi tắt bếp. Để nguội và lọc lấy nước cho vào chén. 3. Cách nhuộm tóc bạc. Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén. Chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều. Lượng nước thu được, bạn dùng bàn chải chấm nước này và chải đều từ chân tóc tới ngọn. Lặp lại nhiều lần tại các vị trí bị tóc bạc nhiều. Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên. Vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay? Lưu ý, không xả lại với nước mà để khô tự nhiên. Trước khi thực hiện, hãy gội đầu thật sạch và khô tóc để công thức này phát huy công dụng hiệu quả. Tuy nhiên, để tốt nhất, bạn nên áp dụng 2-3 lần mỗi tuần, duy trì liên tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng nhất thì ngừng lại. Đây là phương pháp mà ít ai có thể nghĩ tới. Bạn có thể, nhưng mà chúng thật là diệu kỳ. Ngoài phương pháp này ra, còn rất nhiều phương pháp khác mà bạn cần biết mà vô cùng hiệu quả. Bạn có thể tham khảo chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc trong một tuần với tỏi. Trong tỏi có nhiều vitamin và chất chống oxy hóa nên giúp làm đẹp da, giảm rụng tóc nhanh chóng. Nguyên nhân rụng tóc. Rụng tóc ở nữ giới thường xảy ra vào mùa đông. Vào mùa này, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là rất ít. Do cơ thể không tổng hợp đủ vitamin D nên mùa đông được xem là nguyên nhân gây rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Rụng tóc ở nam giới thường xảy ra vào mùa hè. Do phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên da đầu đổ quá nhiều mồ hôi. Nó gây ra viêm tuyến nhờn, làm xuất hiện các đốm trên da đầu, dẫn tới ngứa, trầy da và rụng tóc. Rụng tóc theo mùa có thể là kết quả của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nước mưa pha trộn với nhiều chất gây ô nhiễm khác có thể gây hại cho tóc. Trường hợp bị nám tóc sẽ dễ bị rụng tóc bất kể vào mùa hè hay mùa đông. Chữa rụng tóc với tỏi. Trong tỏi chứa các vitamin B1, B2 và vitamin E, vitamin B1. Các vitamin B2 có trong tỏi khác với loại vitamin B2 về hóa chất thông thường. Nó có chứa các axit hoàn tố đơn hạt và hoàn tố nhị hạt, là chất men chuyển hóa các chất protein cần thiết. Sự chuyển đổi này có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của làn da, giữ cho da đẹp hơn. Vitamin E có trong tỏi có công dụng tăng thêm sức đàn hồi của huyết quản, chống lại bệnh hoại huyết, giải độc, làm ức chế sinh hắc tố và làm lắng động các sắc tố khác thường.
Tỏi có thể dùng để phòng ngừa da lão hóa hay da đồi mồi. Tỏi có tác dụng làm cho da mềm hơn, chống nắng, tẩy vết đốm, công dụng làm trắng da, chống bạc tóc, chống rụng tóc, trị mụn cực kỳ hiệu quả. Cách 1. Rụng tóc từng đám hay từng mảng đầu thì dùng tỏi bóc sạch vỏ, nghiền nhuyễn được một chất dịch như cháo. Đắp chất lỏng này lên chỗ tóc rụng, để 2 giờ. Sau đó gội đầu thật sạch bằng xà phòng tắm hoặc nước gội đầu. Mỗi ngày làm một lần, liên tục trong 7 ngày đến 10 ngày, nghỉ 10 ngày lại làm tiếp được 2. Cách 2. Giả tỏi lấy nước bôi lên da đầu, massage nhẹ cho da đầu để máu có thể lưu thông, cung cấp dưỡng chất cho tóc một cách tốt nhất. Có thể bên cạnh đó, tinh dầu tỏi cũng được thấm sâu vào da đầu và chân tóc, giúp giảm tình trạng rụng tóc. Tích cực sử dụng biện pháp này trong vòng 2-3 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả của nó. Hoặc bạn có thể làm theo cách sau: 1 thìa tinh dầu vitamin A hoặc E, 1 thìa mật ong, 1 thìa tinh dầu thầu dầu, 1-2 nhánh tỏi, 1 lòng đỏ trứng gà và 2 thìa tinh dầu ô liu. Bạn trộn tất cả những thứ trên với nhau, tạo thành hỗn hợp. Sau đó bạn bôi hỗn hợp này lên tóc từ chân tóc đến ngọn và dùng khăn quấn và ủ tóc trong vòng 30 phút. Sau đó gội sạch lại với nước. Với cách này, bạn thực hiện thường xuyên và đều đặn, bạn sẽ ngăn ngừa được chứng rụng tóc một cách hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.